Liên quan đến vụ cướp ô tô ở Cần Thơ gây tai nạn giao thông liên tiếp mà chúng tôi đã thông tin vào tối qua, đến sáng nay 27 tháng 9 đã có 3 nạn nhân tử vong. Nạn nhân thứ 3 tử vong là thiếu niên khoảng 15 tuổi, bị đối tượng Tuấn tông trọng thương trước cổng khu công nghiệp Trà Nốt, quận Bình Thủy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Trước đó, vào khoảng 12 giờ 20 phút ngày 26 tháng 9, Công an thành phố Cần Thơ nhận được tin báo đối tượng Tống Giang Hoàng Tuấn, sinh năm 1993, trú tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, sau khi sử dụng ma túy, đã lái xe tải chạy tốc độ cao trên quốc lộ 91 hướng từ Cần Thơ đi An Giang. Trên đường di chuyển, đối tượng đã liên tiếp gây ra 6 vụ tai nạn tại các quận Ô Môn, Thốt Nốt và Bình Thủy, làm 3 người tử vong, 4 người bị thương. Đến 13 giờ 20 phút, đối tượng lái xe quay về tới trước cổng khu công nghiệp Trà Nốt thì bị lực lượng công an nổ súng khống chế. Tổng quãng đường đối tượng Tuấn lái xe khoảng 70 km, ô tô tải do Tuấn điều khiển cướp được trong khu công nghiệp. Có 7 ô tô và 6 xe máy bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 535 triệu đồng.